tạm giữ gã đàn ông cầm cây gỗ đánh chết phụ nữ trong khách sạn. Công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ người đàn ông cầm cây gỗ đánh một phụ nữ trong khách sạn đến tử vong. Chiều ngày 13 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Văn Xuân, 56 tuổi, ngụ thành phố Cà Mau để điều tra hành vi giết người. Ông Xuân là nghi phạm đánh đập dã man người phụ nữ trong khách sạn ở thành phố Cà Mau đến tử vong. Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 11, ông Xuân cùng chị NTT, 39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Nam Căn, đến một khách sạn ở phường 5, thành phố Cà Mau và được nhân viên bố trí phòng ở tầng 3. Đến khoảng 8 giờ ngày 10 tháng 11, nhân viên dọn phòng khách sạn nghe tiếng cự cãi trong phòng của ông Xuân nên đến gần. Lúc này, nhân viên thấy chị T từ trong phòng bò ra ngoài hành lang, trên người có nhiều vết thương. Còn ông Xuân cầm cây gỗ, chân ghế, với vẻ mặt hung hăng. Nhân viên dọn phòng hoảng sợ, bỏ chạy xuống tầng trệt chi hô. Theo điều tra, trong lúc đánh đập chị T, ông Xuân gọi điện thoại cho con trai để thông báo vụ việc. Con trai của ông Xuân cùng người bạn nhanh chóng đến hiện trường can ngăn. Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, ông Xuân cầm cây gỗ đánh liên tục vào tay, chân, đầu của chị T ngay tại lối đi của khách sạn. Đánh nạn nhân được một lúc, ông ta dừng lại ngồi nghỉ, sau đó bật dậy đánh tiếp. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết, chị T bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng và tử vong. Bệnh nhân bị nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu. Cơ thể bệnh nhân đầy các vết thương, bác sĩ nói. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Theo tìm hiểu, 9 năm trước chồng chị T mất do bệnh, để lại hai con 15 và 12 tuổi. Còn ông Xuân ly thân vợ. Khoảng 2 năm nay, ông Xuân và chị T quen nhau. Người đàn ông này thường xuyên lui tới gia đình chị N chơi.